Tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, nữ mạng, trong năm 2022 Nhâm Dần. Thứ nhất, tổng quan về tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, nữ mạng, trong năm 2022 Nhâm Dần. Nữ mạng sinh năm 1985 tuổi Ất Sửu, tức tuổi con trâu, thường gọi là hải nội chi ngưu, tức trâu trong biển, mệnh kim, hải trung kim, nghĩa là vàng trong biển. Sao chiếu mệnh, sao vân hán, vận hạn, hạn ngũ mộ, vận niên, thử quy điền, thái tuế năm 2022, không phạm hạn thái tuế. Tam tai năm 2022, không phạm hạn tam tai. Tuổi kim lâu năm 2022, không phạm hạn kim lâu. Hạn hoang ốc năm 2022, phạm hoang ốc, ngũ thọ tử, không nên xây nhà trong năm nay. Thứ hai, sao chiếu mệnh năm 2022, tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, nữ mạng. Sao Vân Hán hay còn gọi là Vân Hớn là một hung tinh chủ về bệnh tật, nữ nhân khó sinh họa huyết quang, nam nhân thì quan trường bất lợi, gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng. Những mối họa sao Vân Hớn có thể mang tới cho mệnh chủ như sau: làm ăn mọi việc đều trung bình, nói lời khó nghe dễ bị thiệt thân, đề phòng thương tật, đau ốm, mồm miệng, nam gặp tai tinh bị kiện. Thưa bất lợi, nữ không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 4, tháng 8 âm lịch, gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng. Trở nên thủ cực, bảo vệ nền nếp cũ, khá bảo thủ và không ưa đổi mới. Vì những lý do này mà người bị sao Vân Hớn chiếu dễ vướng vào các rắc rối về giấy tờ, kiện tụng, nóng nảy, không giữ mồm miệng nên mâu thuẫn, cãi vã. Về cơ bản thì sao Vân Hớn cũng tương đối lành, nên phần nhiều cũng không ảnh hưởng lớn trong công việc cũng như sức khỏe. Có điều vào một vài thời điểm quan trọng trong năm cũng nên chú ý giữ gìn bổn mạng, nhường nhịn lời ăn tiếng nói để tránh những thị phi rắc rối không cần thiết có thể xảy ra, nhất là vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Thứ ba, vận hạn năm 2022, tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, nữ mạng. Hạn ngũ mộ là hạn mất của, hao tài, bất an, tránh mua đồ lậu, mua đồ không có hóa đơn, chớ cho người ngủ nhờ, kẻo có tai bay vạ gió, đề phòng hao tài mất của. Muốn tìm hiểu sao ngũ mộ tốt hay xấu ra sao, ta không thể bỏ qua câu thơ diễn nghĩa về hạn ngũ mộ như sau. Ngũ mộ hạn xấu tốn tài, thiên tinh mắc phải dạ tai ngục hình. Căn cứ theo ý tứ của câu thơ, ta có thể thấy hạn ngũ mộ là một hạn xấu, gây tổn thất, thiệt hại nặng về kinh tế, tài chính, bạc tiền. Trong năm, người có hạn ngũ mộ sẽ luôn gặp vấn đề về tiền bạc. Nói chính xác hơn đó là sẽ bị mất mát về tiền của. Nếu khi mua bán không có giấy tờ, hóa đơn rõ ràng, có thể bị hỏng không được bảo hành, bị mất do trộm cắp hoặc bị chính quyền tịch thu bởi đây là hàng không rõ nguồn gốc. Những người gặp hạn này thường gặp thua lỗ trong đầu tư, kinh doanh, cơ hội kiếm tiền giảm đi, rất khó có thể kiếm được nhiều tiền. Hơn nữa, kiếm tiền đã khó, giữ tiền lại càng khó hơn. Vì nguy cơ phải chi tiêu, mua sắm hay anh em bạn bè có việc mà phải giúp đỡ họ về tài chính. Ngoài ra, việc cho người khác ngủ nhờ cũng sẽ gây nên hao tiền của, bởi có thể gặp phải người gian trộm cắp, dẫn tới thiệt hại về tài chính của mình. Cổ nhân thường nói, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Những bạn nào có hạn ngũ mộ nên làm theo những hướng dẫn sau để tránh tai họa quá lớn xảy đến với mình. Thứ nhất, nên tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện, ủng hộ quyên góp đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Nên kết giao với những người lương thiện, tránh những người lừa gạt, lưu manh, dẻo miệng, kinh doanh đa cấp hoặc lô đề cờ bạc. Thứ hai, trong các hoạt động làm ăn, thương mại, kinh tế nên thận trọng, tránh đầu tư sai lầm, dẫn đến hậu quả xấu. Khi mua sắm đồ đạc cũng phải lựa chọn những sản phẩm, thương hiệu có uy tín, có bảo hành đàng hoàng. Thứ ba, nếu bạn có nhiều tiền nên mua bảo hiểm, gửi tiết kiệm, tránh để nhiều tiền trong nhà, đề phòng trộm cắp, cướp giật hay lãng phí, hao tổn.
Thứ tư, hạn chế cho người khác ăn ở tại nhà mình. Nếu có thì cần phải đề phòng cẩn thận, không được lơ đãng khiến cho kẻ gian có cơ hội vụ lợi, trộm cắp hoặc gây nên những điều bất lợi cho mình và gia đình. Để tăng cường thêm cát khí, tránh hung tìm cát do vận hạn gây ra cho bản mệnh, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy cát lành, vòng tam hợp quý nhân phù trợ, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải tai ương, đem đến may mắn, bình an, quý nhân phù trợ cho thân mệnh, vượng tài, vượng vật. Vòng được thiết kế dựa trên bộ tam hợp quý thần, hợi, mão, mùi, có tác dụng tăng cường vận khí, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho gia chủ. Dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long, kết hợp khéo léo với 3 viên đá mã não đỏ, mang lại sự sang trọng, quý phái cho người sử dụng. Thứ tư, vận niên năm 2022, tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, nữ mạng. Thử quy điền là hình tượng chuột về chui vào ruộng lúa. Đây là điểm báo bản mệnh có một năm gặp được nhiều may mắn bất ngờ. Trong năm này, bản mệnh hầu như định làm việc gì thì cũng đều gặp được quý nhân giúp đỡ. Hợp tác với người thì được tin dùng, đầu tư kinh doanh đều có cơ hội thành công. Bản mệnh trong năm nay may mắn kiếm được tiền bạc dễ dàng, có hoạch tài, đường quan lộc cũng có cơ hội thăng tiến, nhưng nên cẩn thận và kín đáo. Ngoài ra, trong năm bạn gặp được bạn tốt và còn có tin vui hỷ sự. Tình cảm năm này của bản mệnh tiến triển rất tốt, hai người chìm sâu đậm trong tình ái, tình cảm đậm đà, viên mãn. Thứ năm, tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, nữ mạng, trong năm 2022 có phạm hạn thái tuế không? Trong năm 2022 nhâm dần, có 4 con giáp tuổi Dần, Tỵ, Thân, Hợi sẽ phạm hạn thái tuế. Trong đó, tuổi Dần năm 2022 phạm trị thái tuế, tuổi Tỵ năm 2022 phạm hại thái tuế, tuổi Thân năm 2022 phạm xung thái tuế, tuổi Hợi năm 2022 phạm phá thái tuế. Như vậy, trong năm 2022 thì tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, nữ mạng, không phạm hạn thái tuế. Ngoài ra, để kích hoạt mở cung tài lộc cho người tuổi Hợi trong năm 2022, các bạn nên kết hợp sử dụng thẻ kim bài ngũ lộ thần tài đặt trong ví, trong túi sách, két sắt hoặc ban thờ thần tài để giúp khai vận, mở cung tài lộc, đem lại may mắn. Thứ sáu, tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, nữ mạng, trong năm 2022 có phạm hạn tam tai không? Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, thứ 3, còn tai nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy, cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Bản mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn gặp hạn tam tai vào năm Dần, Mão, Thìn. Bản mệnh tuổi Dần, Ngọ, Tuất gặp hạn tam tai vào năm Thân, Dậu, Tuất. Bản mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu gặp hạn tam tai vào năm Hợi, Tý, Sửu. Bản mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi gặp hạn tam tai vào năm Tỵ, Ngọ, Mùi. Như vậy, trong năm 2022, tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, nữ mạng, không phạm hạn tam tai. Thứ bảy, tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, nữ mạng, trong năm 2022 có phạm tuổi Kim Lâu không? Tuổi Kim Lâu là một khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn Kim Lâu có 4 dạng, đó là Kim Lâu Thân, là Kim Lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn Kim Lâu Nam, phạm tuổi người nam khi xem làm nhà phải năm Kim Lâu. Thứ hai là Kim Lâu Thê, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. Thứ ba là Kim Lâu Tử, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà.
Thứ tư là kim lâu lục súc. Đây là hạn kim lâu có thể hại cho gia súc, và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn kim lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bại sản, khó nuôi vật nuôi. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1, 3, 6, 8 thì kim lâu, tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm kim lâu. Cụ thể, dư 1 là phạm kim lâu thân, dư 3 phạm kim lâu thê, dư 6 phạm kim lâu tử, dư 8 phạm kim lâu lục xúc, ngoại trừ 8 tuổi không phạm hạn kim lâu là tân sửu, tân mùi, kỷ sửu, kỷ mùi, canh dần, nhâm dần, canh thân và nhâm thân. Như vậy, trong năm 2022, tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 nữ mạng là 38 tuổi, không phạm tuổi kim lâu. Thứ 8, tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn hoang ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà, thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở khó khăn, cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo chiều hướng tiêu cực. Hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt và 3 cung xấu. Cụ thể như sau, nếu vào các cung nhất cát, nhì nghi, tứ tấn tài là 3 cung tốt, còn 3 cung tam địa sát, ngũ thọ tử và lục hoang ốc là 3 cung xấu. Theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật, tán gia bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử hoặc tam địa sát. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị, chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhị nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử, dư 6 là lục hoang ốc. Như vậy, trong năm 2022, tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 nữ mạng là 38 tuổi âm, phạm hạn tuổi hoang ốc, ngũ thọ tử. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ video này để ủng hộ cho Phong Thủy Bạch Dương nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.